sáng nay tại phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã xảy ra một vụ cháy chợ khiến hơn 60 quầy hàng bị thiêu rụi. Ước tính thiệt hại ban đầu lên tới hàng tỷ đồng. Chợ bị cháy là chợ hoa quả Thạnh Trị. Lúc xảy ra vụ cháy là khoảng 10 giờ 45 phút. Ngọn lửa xuất phát từ một quầy hoa quả đang có thợ hàn khung cửa sắt. Ngọn tỉ lửa rơi vào thùng xốp rồi bốc cháy. Do chợ có nhiều vật dụng như thùng giấy các tông, thùng xốp dùng để đựng hoa quả, nên đám cháy nhanh chóng bùng phát dữ dội và lan sang các quầy hàng khác. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an Tiền Giang đã huy động nhiều phương tiện cứu hỏa tới hiện trường, nhưng phải đến khoảng 12 giờ trưa nay, đám cháy đã mới được khống chế. Theo thống kê ban đầu, vụ cháy đã làm 63 quầy hàng bán hoa quả bị cháy rụi, rất may là không có ai bị thương.